tin Vatican. Đức Hồng y Jean-Louis Toran qua đời. Đức Hồng y Jean-Louis Toran, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm và là người đứng đầu hội đồng giáo hoàng về đối thoại liên tôn, đã qua đời ở tuổi 75 ở Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ, nơi ngài được điều trị y khoa. Ngài đã mắc bệnh Parkinson trong nhiều năm qua. Mới tháng 4 vừa qua, vị hồng y Tauran người Pháp đã thực hiện một sứ mạng quan trọng là dẫn đầu một phái đoàn Vatican đến Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, trong vai trò là hồng y trưởng đảng phó tế vào năm 2013, Ngài đã xuất hiện tại ban công đền thờ Thánh Phaero để thông báo với thế giới Habemus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Trong một bức điện gửi cho người em gái của Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chia buồn và ca ngợi tinh thần phục vụ và tình yêu dành cho giáo hội của Đức Hồng Y. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, Đức Hồng Y Toran để lại những dấu ấn sâu sắc và lâu dài cho giáo hội, đồng thời nhìn nhận sự tin tưởng và kính trọng lớn lao mà nhiều người dành cho Ngài, cách riêng là những người Hồi giáo. Đức Hồng Y Toran sinh ở Bordeaux, Pháp ngày 5 tháng 4 năm 1943. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1969 và gia nhập ngành ngoại giao của Vatican vào năm 1975. Ngài được Đức Thánh Cha John Paulo đề nghị cử vào phủ quốc vụ khanh tòa thánh lần đầu tiên với chức danh phụ tá ngoại trưởng tòa thánh vào năm 1988. Từ năm 1990 và trong 13 năm sau đó, ngài là ngoại trưởng tòa thánh. Ngài đã từng nói với các nhà ngoại giao rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã đưa ra nhiều tuyên bố chống lại các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới. Đó không phải là nỗ lực tham gia vào chính trị của Ngài, nhưng là để cho những người nam nữ trên thế giới thấy được con đường chính xác, để họ thức tỉnh lương tâm và để nêu bật các quyền lợi và những cam kết do họ đưa ra, cũng như lặp lại một cách mới mẻ những lời trong tin mừng phúc cho ai kiến tạo hòa bình. Với cái chết của Ngài, Hồng Y Đoàn còn 225 thành viên, trong đó 124 vị dưới 80 tuổi, và do đó hội đủ điều kiện để bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng.